Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Salon Totoka. Và hôm nay em Chí lại tiếp tục lên sóng và gửi tới cho cả nhà mình một chiếc SUV thực thụ anh chị ạ. Một chiếc Ford Everest phiên bản Titanium 2 cầu. Và phiên bản 2 cầu sẽ là phiên bản full kịch nhất, cũng như được trang bị đầy đủ những tính năng công nghệ thông minh an toàn nhất của dòng Ford Everest anh chị ạ. Để sơ bộ qua một chút thì bây giờ tầm tài chính dành cho chiếc Ford Everest này, nó sẽ như một chiếc Santa Fe máy dầu bản full sản xuất 2021 và là model mới anh chị nhé. Còn chiếc Everest này của em là phiên bản full sản xuất 2021, màu đen nguyên cây luôn anh chị ạ. Và chiếc xe này, để nói về cái khả năng nâng cấp này, độ này cho chiếc xe này, thể hiện cái sự cá tính, thì chiếc xe này nó quá đậm chất rồi anh chị ạ. Qua về cái kiểu dáng thiết kế của chiếc xe thì nó mang trong mình đậm chất hồn của những chiếc xe Ford Mỹ, quá đẹp anh chị ạ. Và chiếc xe này sẽ là xe nhập khẩu nguyên chiếc anh chị nhé. Và sau đây sẽ cùng mời anh chị mình cùng quan sát chi tiết hơn về em nó. Phía đầu xe thì quý anh chị có thể thấy ngay là chiếc xe này đã được thay hoàn toàn cái mặt ca lăng phía trước rồi nhé. Ca lăng zin chiếc xe thì phía trước này nó sẽ có một cái logo chữ Ford này. Đấy. Nhưng chiếc xe này đã được anh chủ anh thay thế bằng cái mặt ca lăng thế hệ mới này, thế hệ khác này. Đấy. Ca lăng dạng đen bóng anh chị nhé. Đấy, cũng là những miếng chrome thôi. Đấy, cũng như là trang bị thêm cái dòng chữ Everest dập nổi trên phần capo này. Hay là về hệ thống đèn chiếc xe này, đèn nguyên bản của chiếc xe nhé sẽ là hệ thống đèn bi và hệ thống đèn led. Nhưng chiếc xe này đã được anh chủ anh ấy nâng cấp cho quý anh chị một cái bóng đèn led siêu sáng hơn. Đấy, đèn led siêu sáng hơn anh chị nhé. Và cũng vẫn được tích hợp những cái công nghệ an toàn thông minh trên chiếc đèn, như là hệ thống đèn pha ô tô này, đèn pha thích ứng này, hay là hệ thống LED daylight ban ngày này. Phía dưới đèn gầm cũng được anh ấy nâng cấp cho quý chị một cái bóng bi cầu của anh chị nhá. Đấy, siêu sáng luôn. Đấy. Cũng được trang bị phía đầu cho quý chị mình những cái phần cảm biến ở phía đầu xe này. Hay là phiên bản full thì sẽ được trang bị cho quý chị mình thêm một cái mắt radar anh chị nhá. Đấy. Một cái mắt radar gồm một hệ thống phanh khoảng cách đặt phía dưới anh chị này. Đấy. Đó là về chi tiết phía đầu này, hay là phần sườn anh chị nhé. Đấy. Chiếc xe này cũng được anh chủ anh ấy ốp thêm những cái phần miếng ốp body màu đen để đồng bộ. Chung là chiếc xe này anh chủ anh yêu thích cái màu đen huyền bí, nên là anh ấy cũng trang bị những chi tiết màu đen. Đấy. Chiếc xe này là chiếc xe mộc em vừa mới lấy về anh chị nhé. Đây em sẽ quay một chút đây quý anh chị này. Đó. Anh ấy cũng nâng cấp cho quý anh chị một cái dàn phuộc này. Đấy, gồm có kia cái đỏ kia quý anh chị thấy có, chính là cái phần bơm dầu đấy, có thể điều chỉnh được cái độ mềm và độ cứng của thụt anh chị nhé. Đấy, còn đâu về tổng kết thì về cái chất lượng của chiếc xe, về động cơ, máy móc, khung gầm, keo chỉ thì nguyên bản anh chị ạ. Đấy, dàn lốp cũng như là cái phần móng của em nó cũng đã được nâng cấp. Đấy, rất đẹp anh chị ạ. Lốp thì cũng được trang bị cái phần lốp này như kiểu một cái dạng lốp gọi là lốp đi địa hình off road anh chị nhé. Đấy, dàn lốp thì là dàn lốp đều dàn lốp 2021 hết. Đấy, phần cái mặt lốp gai lốp này còn rất đẹp anh chị ạ. Đấy, đúng là anh chủ anh ấy gọi là mua về để nâng cấp theo cái sở thích của mình thôi. Hay là cái phần về chắn bùn này, đấy, bốn cái đều là ARB anh chị nhá. Đấy, hay là phần ốp ở phần mang cá chỗ phần sườn đây này cũng là dạng carbon anh chị nhá. Đấy, bitubo. Đấy, hay là gáo gương cũng là ốp dạng carbon hết này. Đấy, anh ấy cũng trang bị thêm cho quý anh chị nhiều phần nẹp chrome bóng này. Đấy, chrome bóng này, thêm cả dòng chữ Everest này. Tay nắm cũng là ốp carbon này. Đấy. Và đây sẽ là cái nội thất của em nó. Nội thất thì còn rất là mới anh chị nhá. Đấy, xe lăn bánh được hơn 2 vạn km, rất là mới anh chị ạ. Đấy, ghế điện hai bên này, này. Anh chị có thể nhìn về cái chất ghế của chiếc xe này, rất là mới nha anh chị nhá. Đấy. Chiếc xe này nói chung là anh chủ anh mua về chỉ để nâng cấp thôi. Đấy, rất là đẹp anh chị ạ. Đây là cái phần tablo anh chị nhá. Đấy, rất là mới này. Đấy, tablo là tablo bọc da này. Đấy, rất là mới này. Đấy, dòng chữ Everest dập nổi này, cực kỳ đẹp anh chị ạ. Đấy, quá đẹp luôn. Về chất lượng chiếc xe thì bên em bao chuẩn chất lượng cho quý anh chị này. Anh ấy còn ốp cả những phần chi tiết như là bậc lên xuống này. Đấy, hay là anh còn lên thêm cho cả nhà mình cái thảm sàn kata anh chị nhá. Cái thảm sàn kata này thì vệ sinh rất là dễ vệ sinh cũng như là sạch sẽ này. Hay là cam hành trình này. Đấy, bản full này sẽ được trang bị cho quý anh chị mình cửa sổ nóc nhé. Với Everest thì chúng ta sẽ có tùy chọn là bản Sport này, bản Titan một cầu này, bản Titan hai cầu này. Đấy, và chiếc xe này sẽ là phiên bản full hoàn toàn anh chị ạ. Đấy,
Xe thì em vừa mới lấy đấy, lên sóng luôn cho quý anh chị. Ghế sau nó còn rất là đẹp anh chị ạ. Đấy, ghế sau của những cái dòng xe 7 chỗ này thì đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái không gian ngồi rất là rộng rãi này, thoải mái này, rất đẹp. Đây phía sau cũng được trang bị cho quý anh chị mình cửa gió điều hòa này. Đấy, cũng như là một cái cổng sạc 230V đấy, cũng như cổng sạc 12V anh chị ạ. Đấy, cửa gió thì thiết kế rất là thông minh với cửa gió phía trên trần này đấy, thì sẽ tạo cái cảm giác không gian nó sẽ thoải mái về cái lượng gió cho quý anh chị. Đấy, ở trên chiếc xe này thì đã được dán phim dán phết đầy đủ rồi anh chị nhé. Đấy, xe này thì sẵn anh chị là về mình sử dụng cho em thôi, phim phết đều dán đầy đủ hết rồi. Đấy, đây là cái phần đuôi sau em nó này. Đấy, rất đẹp anh chị ạ. Đấy, dàn chân nhìn nó quá là chiến luôn. Đấy, Everest còn màu đen. Đấy, phía sau được trang bị cho quý anh chị như là đá cốp này hay là cốp điện này. Đấy, cực kỳ đẹp anh chị ạ. Đấy, chiếc xe này nói chung là anh chủ anh mua về anh nghĩ nâng cấp tương đối là khá tốn tiền đồ. Đấy, và đây là cái phần hàng ghế thứ ba chiếc xe này. Đấy, đây là chi tiết phần đuôi sau anh chị nhé. Đấy, xe nguyên bản 100% và bên em bao trích test mọi nơi cho quý anh chị này. Đấy, hay là cái phần ốp đèn sau anh chị nhé. Đấy, cũng phải carbon. Đấy, anh chủ anh ấy rất thích cái cảm giác là những cái chi tiết ốp carbon nhìn nó rất là thể thao. Hay đây anh chị này, cái phần mở cúp điện sau nhé, mà nó còn mới như này mà anh chị. Đấy, những chiếc xe sau một thời gian sử dụng thì chúng ta sẽ bị mất đi cái phần sơn trắng này đi. Đấy, đây là chi tiết phần cúp sau này. Đấy, rất đẹp, một chiếc xe súp thực thụ, khỏe khoắn, cá tính. Đấy, đẹp quá anh chị ạ. Và xe mộc nên là em sẽ lên sóng luôn cho quý anh chị mình có thể cùng ngắm. Đấy, cực kỳ đẹp. Ghế ghiếc này, ốc nhái này, kèo chỉ nguyên bản 100%, nó cực kỳ đẹp anh chị ạ. Một chiếc xe Ford Everest thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác lái tương đối là khỏe, chất, đúng chuẩn một chiếc xe Mỹ anh chị ạ. Đấy, rất đẹp nhé. Đây, đây có một cái đèn nhấp nháy ví dụ buổi tối anh chị này. Đấy, cực kỳ đẹp, quá đẹp luôn. Chi tiết này còn rất là mới anh chị ạ. Đấy, tay nắm tay nước này rất là mới nhé. Ghế điện này, đó, đây là phần bên ghế lái anh chị ạ. Đấy, ghế lái nó còn rất là đẹp này. Đấy, những đường gân múi trước xe này. Đấy, quá là mới. Túi khí thì xung quanh xe. Đấy, cực kỳ đẹp anh chị ạ. Đấy, hay là phía phần vô lăng này anh chị nhá. Đấy, vô lăng cũng rất là mới này. Đấy, vô lăng cũng là vô lăng bọc da này. Đấy, anh ấy còn ốp nguyên cái dàn carbon ở phía trước này anh chị này. Với phiên bản full, thế nên là anh chị mình sẽ được trang bị những cái tính năng an toàn thông minh, như là đây sẽ có hệ thống là giới hạn tốc độ này, lim speed anh chị này. Lim speed thì anh chị mình cứ hiểu nôm na là ví dụ mình đặt 50 thì chân ga của mình cũng chỉ cỡ được tới 50 thôi, không được hơn anh chị nhé. Đấy, hay là hệ thống phanh khoảng cách này, hay là hệ thống phanh khẩn cấp này, cảnh báo va chạm phía trước này. Đấy, đề nổ này. Đấy, hay là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn anh chị này. Đấy, gạt mưa cũng là auto anh chị nhé. Đèn điếc cũng là đèn auto hết này. Đấy, chiếc xe này cũng có một chức năng rất hay, đó chính là có thể điều chỉnh độ cao thấp của đèn pha này. Đấy, màn hình thì cũng được anh ấy up lên một cái giao diện dành cho cái màn hình của Raptor anh chị ạ. Đấy, cũng được trang bị cái màn hình giao diện kiểu Raptor nhưng rất đẹp anh chị nhé. Đấy, tích hợp đầy đủ các cái chức năng kết nối Bluetooth này, Apple CarPlay đầy đủ cho anh chị hết này. Đấy, tại phía dưới này thì quý anh chị sẽ điều khiển cho em về hệ thống giải trí này, hệ thống điều hòa sẽ là điều hòa hai vùng độc lập phía trước này. Tại đây nó sẽ là những chi tiết cổng sạc này. Đấy, hay tiếp theo là bản hai cầu thì chúng ta sẽ có các chế độ đi địa hình anh chị nhé, cũng như là chức năng là lùi chuồng tự động này. Đấy, hay là lock cầu này, tắt mở những cảm biến ở xung quanh xe này. Đấy, là chế độ đi hai cầu nhưng cầu chậm anh chị nhé. Đấy, đây là cái chi tiết củ số chiếc xe này. Đấy, củ số bọc da anh chị nhé, rất đẹp. Chiếc xe này thì được trang bị cho quý anh chị là hộp số, là hộp số 10 cấp. Đấy, để quý anh chị mình có những cái trải nghiệm tương đối là hay. Đấy, đây là cụm khu cần số chiếc xe này. Đấy, cái chi tiết củ số này rất đẹp anh chị ạ. Đấy, rất là mới nhé. Và sau đây em sẽ cùng quay cho quý anh chị về cái khoang động cơ của chiếc xe. Đấy, một chiếc xe sản xuất 2021 rất đẹp anh chị ạ. Đấy, cửa giả thì đóng chắc nịch. Đấy, đúng chuẩn những chiếc xe của Ford.
luôn đem lại cho khách hàng những cái cảm giác rất là chắc chắn. Đó, đây là một cái khoang máy mộc của chiếc xe đấy, anh chị này. Đấy. Đây là chi tiết về phần ốc cabo anh chị nhé. Đấy, nguyên bản 100%. Cực kỳ đẹp anh chị ạ. Chiếc xe này thì phiên bản là 2 cầu. Thế nên là sẽ được trang bị cho quý anh chị mình cái động cơ là 2.0 biturbo. Đấy. Đây, anh em sẽ quay qua một chút về phần chi tiết phần đầu máy anh chị này. Đấy. Ốc yếc đầu máy này, đấy, nguyên bản 100% anh chị ạ. Đó. Cực kỳ mới anh chị ạ. Chiếc xe nó quá là đẹp. Mà bây giờ cái tầm giá bây giờ nó quá hợp lý để anh chị mình có thể trải nghiệm cũng như là sở hữu một chiếc Ford Everest phiên bản full 2 cầu sản xuất 2021 mà đã được lên tương đối nhiều đồ anh chị nhá. Và cái giá trị tiền đồ này thì cũng tương đối là lớn rồi anh chị ạ. Đấy, quá đẹp. Tầm tiền bây giờ em chỉ bán mức giá là nhô một đồng một chút thôi là quý anh chị mình đã sở hữu được chiếc Ford Everest phiên bản Titanium 2 cầu bản full màu full đen như này rồi. Và quý anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với số online trên màn hình. Và bên em chuyên mua bán trao đổi những dòng xe đã qua sử dụng trên thị trường. Và xe bên em bán ra thì đều cam kết chuẩn chất lượng, chuẩn pháp lý, bao trích test mọi nơi cho quý anh chị và cả nhà mình. Có hỗ trợ ngân hàng dành cho quý anh chị khách hàng có nhu cầu cũng như là hỗ trợ giao xe vận chuyển toàn quốc. Cảm ơn anh chị và cả nhà mình đã quan tâm và theo dõi.